in Happy Country Channel. Chào cả nhà, hôm nay thì mình đi lên trường để mà làm một số bài tập cuối khóa đó. Thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người một vài cái không gian ở bên trong trường mình, và đặc biệt là cái khu vực thư viện. Mọi người cùng đi với lại mình nha. Đây là khu vực bên trong của một cái sảnh chung để mà bước từ bên khu vực ngoài là lớp học và bên đây sẽ là thư viện. Thì ở đây sẽ có sắp đặt một cái cây đàn piano để ai muốn thư giãn thì có thể lại đây đánh đàn, mặc dù là bạn mới biết tập hoặc là chuyên nghiệp rồi thì cũng thoải mái chơi ở đây luôn. Đây là cái lối hành lang mà dẫn tới những cái khu vực khác của thư viện. Ví dụ là lớp học cũng có nè, rồi khu vực phòng nghiên cứu cũng có nè, và khu vực để đi lên tầng trên là cái khu vực họp nhóm hoặc là những cái phòng thi, phòng tự thi á, thì mình có thể đi lối này lên hoặc là đi từ bên trong thư viện đều được. Ở đây sẽ có một cái bảng gọi là sơ đồ của thư viện. Thì thư viện này có 3 tầng, là tầng 2, tầng 3 và tầng 4. Hiện tại mình đang đứng ở khu vực này, đó là tầng 3. Màu xanh lá cây là cái khu vực này là dành cho group work. Và những cái khu vực mà đánh dấu màu vàng thì khu vực này là quiet, là mình sẽ giữ im lặng. Và khu vực màu đỏ là khu vực tuyệt đối giữ im lặng luôn, để cho mọi người tự học. Chỉ có hai cái khu vực này là chúng ta học nhóm thôi. Đây là cái khu vực để những cái máy tính này. Máy tính này nó có nhiệm vụ rằng là nơi chúng ta search những cái quyển sách của mình cần. Nó nằm ở kệ nào, nó ở khu vực nào. Mình có thể mở lên đây để mà mình tìm quyển sách đó đúng vị trí của nó. Khu vực này là help desk của thư viện. Ở đây chúng ta sẽ liên hệ để mà làm những cái thẻ, ví dụ như là thẻ thư viện, hoặc là tạo những cái tài khoản, hoặc là mình có thể liên hệ đây để mình hỏi những thông tin có liên quan về cái thư viện này. Bên trong của cái thư viện này á, thì sẽ chia thành nhiều khu vực. Ví dụ như khi chúng ta bước vào thì sẽ gặp cái khu vực máy tính để mà mình truy cập vào những cái vị trí của quyển sách. Đi tiếp thêm một miếng nữa thì sẽ là cái khu vực help desk để mà chúng ta nhờ trợ giúp về cái tạo thẻ cung trong thư viện. Và khu vực này như mọi người đang thấy là có những cái dãy bàn này, thì mục đích là để chúng ta ngồi làm việc hoặc là học bài trong thư viện. Thì sẽ có những cái ví dụ như là cái này là cái nơi mà người ta sẽ để sẵn máy và mình dùng cái tài khoản sinh viên của trường cấp á, để mà mình dùng vô. Còn cái khu vực chỗ này á, chỗ trống này á, thì mình sẽ dùng để mà sử dụng cái máy tính riêng của mình mang theo cho mình vô đây mình học. Và ở đây cái tầng này là cái tầng mà tầng chính của thư viện, nên là đa số sách sẽ được lấy từ đây. Còn ở những cái khu vực khác thì nó là những cái phòng, nên là nếu như mà bạn mượn sách thì bạn sẽ xuống dưới tầng này để tìm, thì nó sẽ dễ hơn là ở những cái tầng trên. Nên mọi người cùng mình đi một vòng cái thư viện này nha. Và ở đây á, thường á, chúng ta sẽ mượn sách được trong vòng, đa phần á, khu vực này sẽ là mượn được trong vòng 4 tuần. Có những cái sách á, chúng ta chỉ được cho mượn trong vòng 1 ngày thôi. Thì đa phần đó là những quyển sách về học mà ngôn ngữ tiếng Phần á, thì mình chỉ mượn được 1 ngày, 2 ngày thôi, chứ mình không có mượn được lâu 4 tuần như những cái khu vực ở bên đây. Khu vực bên đây là những cái loại sách mà chúng ta chỉ có thể mượn được trong vòng 2 tuần thôi. Ở thư viện của trường mình cũng có thể cũng cung cấp cho mọi người máy in, máy scan, máy photocopy và giấy. Giấy ở đây miễn phí, nếu như mà bạn học thì bạn có thể lấy giấy ở đây để mà sử dụng trong quá trình học của mình. Họ không có bán, không có cấp phát gì ở đây hết á, mình thể tự lấy tự xài. Và họ nếu như mà mình muốn in á thì mình phải dùng cái thẻ thư viện của mình để mình tap lên đây và mình sử dụng các dịch vụ. In thì giấy thì sẽ không tính tiền, nhưng mà in, scan này nọ người ta sẽ tính tiền ở đây. Nếu như mà in một mặt á, là 0,04 euro, in hai mặt á, là 0,08, in màu á, là 0,08, mà in màu hai mặt á, sẽ là 16. Và những cái này đã bao gồm thuế luôn rồi.
Ở đây có thường hay có những cái bộ mà lắp ráp như thế này nè, để cho mọi người kiểu như là vô đây để mà không đọc sách thì cũng có cái gì đó để mà thư giãn. Và các con của mình nó nếu mà học xong mà chưa có xe hoặc là muốn ở lại chơi thêm thì có thể vô đây, thường hay vô đây để chơi cái trò này, hoặc là lấy giấy chỗ nãy để vẽ. Và mọi người sẽ thấy rằng là sau lưng mình có những cái dãy ghế màu xanh màu đen, thì những cái dãy ghế dành cho mình có thể ngồi đó để mà mình đọc, mình trò chuyện với nhau được. Các bạn đang nhìn từ bên cái cuối của thư viện nhìn lên thì hai bên này sẽ là những cái khu vực kệ sách, ở giữa sẽ là cái khu vực mà tự học, chúng ta sẽ đem máy của mình theo dùng máy của trường để xài. Phía bên trên này là tầng lầu đi lên tầng 4, chỗ cầu thang xoắn đó là lối đi lên và cũng là cái nơi mà đi xuống tầng 2, và cả nhà cùng với mình đi lên tầng trên để mà xem bên trên khu vực nó sẽ như thế nào nha. Ở đây cũng có những cái khu vực tự học như thế này nè, mình có thể sử dụng máy của trường hoặc là tranh thủ những cái chỗ trống để mà mình xài những cái khu vực và xài máy của mình. Và mọi người có để ý giống như nãy mình nói, ở ngoài khu vực ở bên ngoài trước cửa thư viện sẽ có một cái bảng quy định về màu, về khu vực để mà học. Ở đây, đây là một trong những cái đó, đây là khu vực màu cam thì là Quiet Zone. Trên đây họ cũng có để cho mình máy để mà mình in hoặc là mình scan hoặc là mình photo giấy tờ. Ở trên đây cái máy này á, thì có thể sử dụng được cả giấy A3 nữa. Và giống như ở dưới thì giấy này là hoàn toàn miễn phí, nếu bạn cần thì bạn có thể lấy để mà bạn học. Mình cũng phải dùng cái thẻ thư viện của mình để mà mình xài những cái máy này. Trên đây cũng có khá nhiều cái khu vực để mọi người tự học như thế này. Đằng trước đây là có máy, còn đằng sau đây là mình sử dụng máy của mình. Và có thêm một cái phòng học cho nhóm nữa, đó chính là bên trong đây. Thì cũng cái khu vực mà phòng học nhóm á, mình không cần phải book, mà mình chỉ cần vô, nếu mà có bàn trống thì mình cứ việc ngồi học thôi. Bây giờ thì mình sẽ bước vào khu vực bên trong đây, khu vực màu xanh là những cái cửa này để mà học group work, có nghĩa là mình có thể vô đây để mà mình học nhóm được. Ở trong đây thì mình có thể vô đây để mà mình nói chuyện nè, mình thảo luận, mình học nhóm. Và bàn ở trong đây cũng đa phần là ghép lại thành những cái bàn nhóm như thế này, hoặc là chia thành những cái cụm khu vực như thế này để chúng ta có thể chọn và ngồi học với nhau. Có thể dùng cái bảng này để ghi chép. Đây là cái một cái phòng mà học nhóm, như mình phòng bên kia mình có nói với lại cả nhà, thì khu vực này thì mình không cần phải book phòng, mình cứ việc vô có phòng trống thì mình học thôi. Đây còn đây thì như cả nhà thấy là một cái phòng, một cái hộp bút. Ở đây á thì mình có thể vô đây, nếu mà không ai thì mình có thể vô luôn để mà mình ngồi học. Thì trong đây đèn tự động vô là nó sẽ tự động mở, mình có thể sạc điện nè, mình có thể ngồi học mà không có, hoặc là nghe điện thoại á, không sợ làm ồn tới những người khác. Đây là bộ từ điển Oxford của thư viện trường mình. Ngoài các loại sách được trưng bày ở trên kệ rất là phổ biến ở các thư viện, thì thư viện trường mình cũng có thêm một vài cái khu vực và cái cách lưu trữ sách rất là đặc biệt như thế này nè cả nhà. Đối với những cái loại kệ sách này á, thì mình có thể di chuyển giữa các kệ với nhau để mà tìm những quyển sách mà mình cần. Mình đi vô bên trong để mình kệ sách lên. Và ở đây người ta có một cái cảnh báo rằng là khi mà mình di chuyển giữa những cái kệ thì mình cần phải để ý xem là
có người hay không thì mình mới quay, để không thôi là sẽ kẹt người ta ở giữa rất là nguy hiểm. Đây là cái khu vực những cái quyển sách cổ trong thư viện, các bạn thấy nè, nó cái gáy nó bị hư hết trơn rồi nè. Đa phần là những cái quyển nó sẽ là bị cứng. Những quyển sách này á, mình chỉ thấy rằng là cái thời gian mà biên soạn và in ấn á, dù rất là lâu rồi, nhưng mà bên trong từng con chữ, từng hình ảnh á, như là còn mới nguyên, không hề lem, không hề bị nhòe hay là dấu ấn của thời gian gì luôn á. Nhìn giống Harry Potter với mấy cái sách phép thuật nè. Như là thuộc về kỹ thuật lắp ráp thôi. Ở đây cũng là một khu vực của thư viện. Bên ngoài nhưng mà nó thuộc thư viện thì cũng có một cái bảng phân biệt màu như thế này à. Và sau lưng như mọi người thấy ở đây nè, đây là những cái phòng học. Thì mình có thể book, giáo viên sẽ book phòng ở đây để mà vô đây học. Thì mình từng học một lớp ở trong đây. Nó là giống như là một cái khu vực về dành cho nghiên cứu sinh á, nhưng mà là lớp học. Thì mình đã từng học ở đây với môn tiếng Phần. Khá là thú vị trong cái việc mà tìm phòng học ở đây á mọi người. Mình đã đi xong một vòng tầng 4 của thư viện. Thì ở vị trí này á, mình có thể nhìn xuống và bao quát toàn cảnh xung quanh. Bên dưới của thư viện trường mình sẽ có rất là nhiều kệ sách nè, có rất là nhiều khu vực dành cho sinh viên tự học. Và bây giờ thì tại cái khu vực cầu thang này, cả nhà cùng với mình đi xuống dưới tầng 2 của thư viện nha. Ở khu vực này sẽ có một cái cửa mà nếu như mà mình đi vào ngày cuối tuần hay là vào sau 4-5 giờ gì đó thì mình cần phải dùng cái iPad để mà mình táp vô cho mở cửa, rồi sau đó mình mới vô được các phòng học mà mình đã book để mà học với nhóm của mình ở bên trong này cả nhà. Cái này thì mình sẽ đi ra một cái cổng khác để mà qua một cái trường của con mình cũng trong khu vực trường đại học luôn. Thì cả nhà cùng đi với mình xem là những cái khu vực này nó thông với nhau như thế nào nha. Bây giờ thì mình đã bước ra khỏi cái thư viện và mọi người cùng mình đi vòng một vòng ở đây xem ở đây sẽ có cái gì chỗ thư viện này nha. Đi Thương. Lái xe dí Thương luôn á. Cái xe này nó dí Thương á hả? Nấp nấp nấp. Đây là một cái trường Bai và Cô Tì ở trong trường đại học. Trường này là cái trường mà lúc đầu mình tính apply cho con mình học nè. Đây là trường tư. Đây là cái kế bên cái trường mầm non hồi nãy, quốc tế hồi nãy sẽ là cái trường đây. Là cái trường preschool và trường tiểu học từ lớp 1 cho tới lớp 5. Thì hiện tại là con trai và con gái mình đang học trong cái trường này. Giờ cả nhà cùng mình đi vào sân trường nha. Đây là cửa sau, đi từ bên ngoài đi vô. Đây cái sân này như là cả nhà thấy là cái khu vực sân chơi này là nếu như mà là preschool á, là con trai mình á, là sau khi ngủ dậy khoảng tầm 2 giờ rưỡi 3 giờ trở đi á, nếu như mà ba mẹ chưa rước thì con sẽ được lùa ra đây ngoài này để chơi cho tới khi nào 4 giờ ba mẹ đến rước. Còn nếu các bé mà học tiểu học á, lớn hơn á, như các mọi người đang thấy á, là những cái bé này là học từ lớp 1 đến lớp 5 nè, sau khi học xong thì sẽ tự đi về chứ phụ huynh không có đón vào nhà, không cần phải đón. Đây các cả nhà thấy là bé này đi học bằng xe taxi nè, là do là trường của con khá xa và không có đi xe bus được á, không có tuyến xe bus á, nên là trường sẽ book taxi cho con đi học và đón con về mỗi ngày. Như đây nè. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.